Xin chào các bạn đã đến với kênh cây sen đen Hòa Bình của chúng tôi. Hôm nay tôi sẽ giới thiệu các bạn hai cái sản phẩm, đó là cái cao sen đen đấy, và trà sen đen Hòa Bình đấy. Trong những ngày vừa qua thì có rất nhiều khách hàng đã gọi điện và hỏi chúng tôi rằng là đối với những người đang trong thời gian đang bị u bướu ung thư đấy, thì nên dùng cái trà xà đen như này hay là cái dạng cao xà đen như này. Đó. Thì hôm nay chúng tôi dành một chút thời gian để chia sẻ với các bạn về hai cái sản phẩm này cũng như là cách dùng đối với những người đang bị u bướu ung thư. Okay. Đầu tiên là cái sản phẩm đó là cái dạng cao xà đen. Đấy. Thì qua rất nhiều cái video thì chúng tôi đã giới thiệu qua về cái dạng cao xà đen. Cao xà đen này nó không phải là cái nguyên là xà đen mà nó bao gồm nó là xà đen 8 thành phần bạn nhé. Xà đen 8 thành phần nó bao gồm đó là cây xà đen tươi đấy, cây bạch hoa xà, cây bán chi liên đấy, cây hoàn ngọc, cây bồ công anh, cây cà gai leo đấy, diệp hạ châu đấy, và cây trinh nữ hoàng cung, đó là 8 thành phần. Đấy. Thì cái cao này thì đã được công ty chúng tôi có giấy chứng nhận đấy, an toàn thực phẩm đấy, của Hòa Bình. Đấy. Đấy. Và cao rất tốt cho những người thì, đang điều trị đấy, u bướu ung thư, ví dụ ung thư tuyến giáp hay là vòng họng đấy, vân vân, thì chúng ta sử dụng cái cao này rất là tốt đấy, dạ. Thì cái cao xà đen 8 thành phần. Và trong những cái tháng vừa qua thì bên sản phẩm chúng tôi cũng cho ra đời cái sản phẩm đó là trà xà đen Hòa Bình. Thì trà xà đen này thì 100% là từ lá xà đen nhé các bạn nhé, từ lá xà đen, và mỗi một túi, một cái hộp như này thì là 25 túi lọc đấy, và mỗi túi lọc là 3 gram đấy, 100% từ xà đen Hòa Bình đấy, không chất bảo quản, không phụ gia đấy. Và không có các cái thành phần khác đấy, 100% từ xà đen luôn đấy. Thì quay trở lại câu hỏi của khách hàng, đó là đối với những người đang bị u bướu ung thư thì dùng loại nào đúng không? Thì theo kinh nghiệm của chúng tôi cũng như theo nghiên cứu khoa học đấy, thì đối với những người đang bị u bướu ung thư đấy, đang bị nhé các bạn nhé, thì các bạn nên dùng cái cao xà đen này, dùng cao xà đen 8 thành phần đấy, để hỗ trợ điều trị các bệnh liên quan đến u bướu ung thư rất là tốt. Cái cách dùng thì chúng tôi đã có ghi trên bao bì đấy, hướng dẫn sử dụng bao bì đấy, được chưa, dẫn bao bì đấy, các bạn đọc kỹ được chưa, và đối tượng người dùng như nào thì chúng tôi đã ghi ở trên bao bì như thế này đấy. Thì tôi nói qua về cách dùng cái cao này sau. Đối với cao xà đen thì các bạn dùng khoảng 10 gram đấy, các bạn lấy cái muỗng cà phê đấy, được chưa, 10 gram, 5 đến 10 gram đấy, các bạn pha với lại 100ml nước nóng đấy, 100ml nước nóng, ngày các bạn uống 2-3 lần, ngày uống 2-3 lần và uống sau bữa ăn khoảng 30 phút các bạn nhé đấy, sau bữa ăn 30 phút đấy, thì các bạn thấy là các bạn sẽ dùng trong vòng khoảng 4-6 tháng liên tục cái cao này cho mình, thì các bạn sẽ thấy các bạn sẽ đi kiểm tra lại thì nó sẽ đỡ rất là nhiều. Và rất nhiều khách hàng đã gọi điện cho chúng tôi là dùng cái cao này thì đỡ rất là nhiều. Và chúng tôi có một số video minh chứng của khách hàng ở cái kênh của chúng tôi ấy, là dùng cái cao này rất là tốt. Ngoài cái việc hỗ trợ điều trị bệnh ra đấy, thì cái cao này giúp các bạn an thần, ngủ ngon rất là tốt các bạn nhé. Đấy là cái cao. Như vậy là đối với những người đang bị u bướu ung thư, các bạn nên dùng cái cao xà đen như này bạn nhé. Đấy. Còn đối với cái trà xà đen thì kể cả những các bạn đang bị u bướu ung thư thì ngoài việc dùng cái này ngày 2 lần
thì cái trà này các bạn có thể là uống thay nó hàng ngày đấy, với các bạn khác các bạn phải pha bạn uống cùng nữa rất là tốt đấy, đó là cái trà xà đen Hòa Bình đấy. Thì đối với cái cao xà đen này đấy, thì bên mình đang bán với cái giá là 250.000 một lọ này, một lọ này là 100g các bạn nhé. Đấy, có nhiều bạn hỏi bên mình là có chỗ bán có 100.000 đấy, đến 70.000 một lạng cao. Thì xin thưa các bạn rằng là cao đó thì không phải là cao xà đen đấy, và cao đó pha rất nhiều cái tạp chất vào, và nếu lạng cao như vậy đấy khoảng hơn 100.000 đấy thì cao đó là nguyên 100% là xà đen thôi, chứ không có các thành phần khác như bán chi lên là bạch hoa xà, nên các bạn cẩn thận khi các bạn mua các bạn nhé. Đấy rồi, còn đối với cái trà tứ lộc như này đấy, thì bên mình đang bán với giá nó là 60.000 một hộp các bạn nhé. Đấy, mà 60.000 hộp, các bạn mua từ 3 hộp trở lên thì bên mình sẽ miễn phí ship. Đấy, còn đối với lại cái cao như này đấy, thì bên các bạn mua 2 hộp trở lên, 2 lọ trở lên như này đấy, thì bên mình miễn phí ship và tặng kèm các bạn một cái hộp trà tứ lộc như này nữa. Đấy, rồi ở video này thì mình vừa mới chia sẻ với các bạn cái câu hỏi của khách hàng, đó là đang bị u ung thư thì dùng cái sản phẩm nào của bên mình. Đấy, rất nhiều bạn thắc mắc như vậy. Đấy, mình đã trả lời các bạn nên dùng cái cao xà đen. Đấy, thì các bạn nào có nhu cầu mua sản phẩm ngoài cái cao xà đen này, trà xà đen, bên mình còn có là thân lá xà đen khô, rồi quả xà đen. Đấy, thì bạn nào có nhu cầu thì hãy liên hệ với bên mình qua số hotline là 0976 836 586. Địa chỉ công ty nhà mình ở thôn Om Làng, xã Cao Dương, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình. Đấy. Rồi, cảm ơn các bạn đã xem video này. Các bạn thấy hay hãy chia sẻ lên Facebook và để nhiều bạn biết hơn nữa về cái video này. Đấy, cũng như là các bạn hãy nhớ đăng ký kênh, nhấn vào cái chuông bên tay phải để nhận được nhiều video hơn nữa về cái các cái sản phẩm cũng chia sẻ với mình về cái cây xà đen. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.